Quá thơm, TV đang ở bãi sau của thành phố Vũng Tàu quý vị các bạn. Thì đang diễn ra một cái lễ hội thả diều nhân dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Rất nhiều những cái đội thả diều đang tập trung về đây để chuẩn bị thả những cái con diều của đội mình lên quý vị các bạn ha. Đây, xa xa quý vị các bạn thấy không? Rất là nhiều những cái chú diều đầy đủ những cái màu sắc cũng như là kích thước hình thù quý vị các bạn ha. Ở khu vực biển bãi sau. Doraemon. Đây con diều này con diều bạch tuộc hay gì đây ha. Con này là con bạch tuộc hay gì là đang chuẩn bị thả lên nè. Cái đường dây nó bự lắm các bạn. Cái đường dây diều này nó phải bằng cái chiếc đũa. Đây nè, cái đường dây của nó nè, bằng chiếc đũa. Rất là to. Đang chuẩn bị cho nó lên đó. Bạn này là bạn đang thả nè. À, các bạn thấy không? Thả diều cũng kỹ thuật đồ bài bản đó, chứ không phải đơn giản nha các bạn. À, lên tiếp ở trên này đó. Gió nó kéo người muốn đi theo luôn á. Rất là kỳ công không các bạn, gió nó bung lên con diều nó nặng á. À, bay cao ghê, rất là đẹp ha. Này bây giờ chắc khoảng chừng tiếng đồng hồ nữa thôi, khi mà tất cả những cái đội tham gia người ta thả hết diều lên các bạn thì sẽ là tuyệt vời luôn á. Toàn cảnh ở khu vực bãi sau này sẽ rất là đẹp. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Qua Thơm Anh hoặc là kênh Qua Thơm TV quý vị các bạn, cũng như là kênh Vùng Đất Rồng, để tiếp tục theo dõi những cái video cực kỳ hấp dẫn và hay ho khác trên kênh quý vị các bạn nha. Anh ảnh chưa thả xong nữa nè. Giờ thấy buộc cái dây vô trong cái bao cát. Buộc cái dây cái bao cát cho nó giữ con diều lại. Đường dây nó phải to bằng cái chiếc đũa các bạn. Wow, đẹp. Khách đang đổ ra biển rất là đông. Bỏ lên hai bao cát luôn. À, mấy chịu nổi. Hai ba luôn, ba bao luôn hả? Hai bao. Người ta thả với một cái độ dài nó gần gần ngang ngang nhau. Phía trong kia có một con diều mồ côi. Đây có con diều gì cũng chuẩn bị lên nữa nè. Cái ông này không tới, ông kéo thử coi nặng không. Nặng lắm, mấy đứa nhỏ này chắc nó kéo bay luôn quá. Thank you.
Rồi đi. Có lỗ nào quăng giống lỗ không? Sợ nó vướng nhau á. Sợ nó vướng nhau phải dời xa ra các bạn. Vui ha. Phía trên này thì ít hơn, phía dưới kia thì khách đông hơn các bạn. Phía dưới đó đông, dài hết bãi sau luôn á. Phía trên này nè, trải dài lên tới trên làng du lịch Chí Linh các bạn. Đông quá trời đông. Cái xa xa này đang có hai cái cô hot girl đang chụp hình, đang chụp hình view biển ha. Hai bạn trẻ đang chụp hình mặc những cái bộ đồ bikini rất là dễ thương các bạn ha. Cái đoạn video này chắc cũng tạm xin phép tạm dừng ở đây vì các bạn có thể xem tiếp những cái video khác trên kênh ha. Cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh để tiếp tục theo dõi những cái video cực kỳ hay ho và hấp dẫn khác. Kênh Qua Thăm Minh, kênh Qua Thăm TV cũng như kênh Vùng Đất Rồng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.